Những trường hợp nào cần phải hàn răng, hãy lắng nghe xem răng của bạn có nằm trong trường hợp cần phải đến nha sĩ để hàn răng không nhá. Điều thứ tư chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ. Đừng quên ấn đăng ký kênh Nhà khoa Victoria để theo dõi những video mới nhất về răng miệng nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Nhà khoa Victoria. Bạn có biết những trường hợp nào cần phải niềng răng hay không? Bạn đã từng nghe qua hàn răng rồi, nhưng bạn có biết nó là gì không? Và những trường hợp nào cần phải hàn răng? Hàn răng là gì thì ở những video trước mình đã chia sẻ rất là kỹ về vấn đề này rồi. Mọi người có thể theo dõi tại kênh hoặc là ngay link bên dưới. Còn ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về các trường hợp cần phải hàn răng. Đầu tiên, trường hợp cần phải hàn răng đó là những trường hợp răng bị sâu. Những tổ chức sâu này thường do vi khuẩn sâu răng nó hủy khoáng nên răng nó tạo thành và nó sẽ lan rộng ra theo thời gian nếu như không được vệ sinh và xử lý đúng cách. Thì việc hàn răng lúc này bác sĩ sẽ bắt đầu là loại bỏ những tổ chức sâu răng này và sử dụng chất hàn để gắn khu vực này lại để làm cho cái tổ chức sâu này nó không lan rộng ra và ăn sâu hơn để giúp bạn hạn chế được tình trạng sâu răng đấy. Số 2, hàn răng trong trường hợp răng của bạn bị mòn. Quá trình các bạn vệ sinh răng miệng bằng những đầu bàn chải có đầu lông cứng thì sẽ gây ra tình trạng mòn cổ răng, hay là quá trình các bạn ăn nhai, các bạn vệ sinh răng miệng xỉa răng thì nó sẽ bị mòn cổ và tình trạng này gây ra vấn đề các bạn sẽ thường xuyên bị ê buốt. Thì hàn răng lúc này là một cái biện pháp để xử lý cái tình trạng ê buốt răng này cho các bạn rất là nhiều. Số 3, hàn răng trong trường hợp răng của các bạn bị chấn thương. Quá trình các bạn ăn nhai có thể chẳng may bị rơi vỡ răng, hoặc là quá trình các bạn di chuyển, quá trình hoạt động sinh hoạt thì thường không thể tránh khỏi những cái vấn đề như là chẳng may bị tai nạn chẳng hạn, thì cái răng của bạn nó sẽ có thể bị tổn thương ở cái mức độ nào đó. Nếu như có thể phục hình bằng phương pháp hàn răng thì bác sĩ sẽ ưu tiên là hàn chám cái răng của các bạn lại để nó tránh được những cái nguy cơ bị ê buốt, bị đau nhức trong cái quá trình các bạn ăn uống nhé. Số 4, có thể sẽ làm bạn bất ngờ nhưng mà hàn răng nó giúp cải thiện về mặt thẩm mỹ của răng miệng. Rất nhiều trường hợp có những bạn răng cửa bị hơi thưa một chút, cái khoảng trống răng cửa nó rất là rộng như thế này thì hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp hàn răng để xử lý khu vực này để cải thiện thẩm mỹ nếu như mà nó đủ điều kiện. Nếu như mà quá thưa thì chắc chắn là sẽ không xử lý được rồi. Nếu hàn chám lại thì trông chiếc răng của bạn rất buồn cười. Nhưng mà nếu cái khoảng trống nó vừa phải thì bác sĩ sử dụng phương pháp hàn răng thì nhìn nó vẫn rất là cân đối, cũng sẽ cải thiện được về mặt nụ cười các bạn đấy nha. Bạn đối chiếu xem bạn có nằm trong trường hợp nào ở trên đấy cần phải hàn răng không thì có thể liên hệ ngay nhà khoa gần nhất để hàn chám xử lý sớm đi nha. Nếu không được xử lý sớm thì chiếc răng của bạn có thể sẽ bị tổn thương và dẫn đến rất nhiều nguy cơ, có thể mất luôn chiếc răng đó và sẽ rất là tốn kém luôn đấy nha. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào mọi người.